Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình là một ngày nghỉ rảnh, thì hôm nay thì mình sẽ quay một chút video cho các bạn xem. Đây, trên tay mình đây là một chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch các bạn nhé. Đây, sau đây thì mình sẽ nói lên cái nhược điểm và cái ưu điểm của cái Apple Watch này. Ok mọi người nhé, sau đây thì mình sẽ nói qua thông số chi tiết của chiếc đồng hồ thông minh này các bạn nhé. Ok mọi người nhé, sau đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về con Apple Watch S3 LTE 42mm, con đồng hồ thông minh của mình mua tại Điện Máy Xanh các bạn nhé. Đây, sau đây thì mình sẽ bỏ hộp lên cho các bạn xem. Đây, bên trong hộp thì sẽ có đồng hồ. Đồng hồ này, phía dưới là có cáp sạc, có sạc 5 châm của đồng hồ và củ sạc các bạn nhé. Cái này thì mình cũng đã review rồi. Đây là con S3 LTE của mình. Bản LTE khác với bản thường là nó có một cái núm đỏ đây các bạn này, rất dễ nhận biết luôn. Đây, sau đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về thông số kỹ thuật của con Apple Watch S3 LTE. Con này của mình là có viền nhôm và dây cao su là dây cao su đen này, loại là loại 42mm và có công nghệ màn hình là OLED các bạn nhé. Thì con này của mình là có bộ nhớ trong là 16GB, cao hơn bản S3 thường một chút, và thời gian sử dụng pin của con này là 1,5 ngày, thời gian sạc là khoảng 2 tiếng. Và dung lượng pin của con này là 341 mAh, có đế sạc là 5 châm các bạn nhé. Con này có cấu hình là CPU là Apple S32 nhân và bộ nhớ trong là 16GB. Thời điểm ra mắt của con này là ngày 13 tháng 9 năm 2017, cũng cách đây là mấy năm rồi các bạn đây, 5 năm rồi, 5-6 năm rồi, ra mắt khá lâu. Bây giờ Apple Watch họ ra thế hệ Apple Watch Ultra rồi cơ, S8 rồi, series 8 rồi, nên là con của mình ra mắt cũng khá lâu. Thì cái điểm nổi bật của cái con S3 LTE này mình thích là mình có thể xem giờ vào ban đêm rất là dễ dàng. Khác với đồng hồ truyền thống là các bạn cứ phải soi đèn vào thì các bạn mới có thể xem giờ được. Nhiều lúc mình muốn xem giờ thì với con đồng hồ thông minh này thì hết sức dễ dàng các bạn nhé. Các bạn chỉ cần xoay cổ tay và nhìn lên đồng hồ là đồng hồ sẽ tự sáng màn hình và các bạn có thể biết được giờ giấc thế nào. Một ưu điểm của con đồng hồ thông minh này nữa là các bạn có thể kết nối với điện thoại của bạn nhé. Thì có thể dùng được Messenger, Zalo, nghe gọi độc lập với thiết bị điện thoại iPhone các bạn nhé. Con của mình này là con S3 LTE nên là nó dùng được độc lập với điện thoại luôn. Các bạn có thể sử dụng eSIM các bạn nhé. Ngoài những ưu điểm ra thì nó cũng có những cái điểm hạn chế. Có rất nhiều những nhược điểm như là sử dụng pin thì không được lâu bằng những cái dòng đồng hồ thông minh khác như kiểu Xiaomi hay là Samsung các bạn nhé. Ngoài ra thì điểm hạn chế của đồng hồ là Apple Watch bán ra những dòng đồng hồ này cũng khá là đắt, so với những dòng đồng hồ khác. Một điểm lưu ý quan trọng khi các bạn mua con Apple Watch này là các bạn cần phải có một chiếc iPhone với hệ điều hành mới nhất thì các bạn sẽ được kết nối và đồng bộ hóa với cái đồng hồ này các bạn nhé. Đó cũng là một cái nhược điểm khi các bạn mua Apple Watch là cần phải có hệ điều hành iOS và một chiếc iPhone. Nói chung ưu điểm của con Apple Watch này là thứ nhất là các bạn xem giờ giấc của ban đêm rất là dễ dàng. Cái thứ hai là thời trang. Cái thứ ba là mua Apple Watch thì rất là giữ giá rất là lâu các bạn nhé. Ngoài những ưu điểm thì nó cũng có nhược điểm như là pin hơi kém này. Ra cái nhược điểm của con Apple Watch này là các bạn cần phải có một chiếc iPhone để kết nối với cái đồng hồ các bạn nhé.